giờ. Cổ vũ chung kết đấu trường sinh tồn mùa hè, nhận quà bét nhè nào các bạn ơi. Mùa hè đã nóng, nhưng năm nay còn nóng hơn rất nhiều. Với vòng chung kết đấu trường sinh tồn chuẩn bị diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 8. Không để anh em phải chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ công bố ngay những sự kiện và phần quà cực kỳ xịn sò cho anh em đây. Mở màn với sự kiện bom tấn vượt mốc người xem có ngày triệu gift code để giành được phần quà có giá trị cao nhất. Bạn sẽ nhận được tận 2 phần quà: lựu cao thần và thẻ nhân vật cấp độ 6 khi livestream đạt được các mốc người xem dưới đây: 50.000 người xem cùng một lúc, gift code 20.000 lượt nhập; 150.000 người xem cùng một lúc, gift code 100.000 lượt nhập; 250.000 người xem cùng một lúc, gift code 200.000 lượt nhập; và mốc quà cao nhất 350.000 người xem cùng một lúc, gift code 2 triệu lượt nhập. Xem ngay livestream săn Pharmat giả kim sẽ là sự kiện tiếp theo dành cho các bạn theo dõi livestream vào ngày mùng 8 tháng 8 này. Tại livestream của vòng chung kết đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 sẽ phát ngẫu nhiên 3 gift code để nhận được 3 mảnh huy hiệu hồng tâm. Ngay trước đấy, một mảnh huy hiệu còn lại sẽ được phát ngay cho bạn khi đăng nhập vào game từ ngày mùng 5 tháng 8. Với 2 huy hiệu hồng tâm, bạn sẽ nhận được 2 vé quay vũ khí tháng 8. 3 huy hiệu hồng tâm, bạn sẽ nhận được 3 hộp súng Pharmat giả kim. Với 4 huy hiệu hồng tâm là phần thưởng lớn nhất, đó chính là Pharmat giả kim vĩnh viễn dành cho những anh em nào nhanh tay nhất. Sự kiện thứ 3 và cũng quá quen thuộc rồi đúng không nào? Đoán chuẩn nhận quà. Từ ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 8 tháng 8, vào Free Fire chơi ngay làm nhiệm vụ và kiếm cho mình những mảnh huy hiệu bánh mì để tham gia đoán chuẩn nhận quà nhá anh em. Sau khi đã có các mảnh huy hiệu bánh mì, mỗi huy hiệu sẽ tương ứng với 1 điểm đăng nhập vào website chính thức của eSports Free Fire, giaidau.ff.gana.vn, và dùng số điểm của bạn để dự đoán ngay nhá. Nếu muốn được tư vấn kết quả, anh em có thể hỏi bình luận viên đăng quang của chúng tôi. Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn là bộ trang phục Thế Việt có 102 chờ đợi tất cả mọi người. Ấy, khoan, nếu như các phần quà trong Free Fire bạn vẫn chưa cảm thấy đủ, chúng ta vẫn còn một sự kiện cuối cùng là thầy Avatar gửi lời chúc hay nhận ngay quà xịn kéo dài từ mùng 2 tháng 8 đến mùng 7 tháng 8 nhá. Bạn chỉ cần đi đến phần trang cá nhân của mình, click chọn phần cập nhật ảnh đại diện, tiếp theo là click vào ô thêm khung. Ở đây các bạn hãy tìm từ khóa đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, DTST mùa hè 2020, rồi chọn khung đội tuyển mà bạn cổ vũ. Cuối cùng nhớ để lại lời chúc ý nghĩa và đừng quên kèm theo hashtag theo mẫu nhá. Phần thưởng sẽ là 30 chiếc áo đấu trường sinh tồn phiên bản giới hạn chưa từng có, sẽ dành cho những bạn có lời chúc hay, ý nghĩa và may mắn nhất. Quá chất lượng phải không nào? Đừng bỏ lỡ cơ hội chọn những phần quà đặc biệt và hấp dẫn này nhá. Tham gia ngay thôi anh em ơi. Cổ vũ chung kết đấu trường sinh tồn mùa hè, nhận quà bét nhè. Cây view to, nhận quà khủng. Với mỗi lượt xem MV Sinh tồn để chiến thắng ra mắt vào ngày 6 tháng 8, chúng ta sẽ có một tốt quà cực đẹp, đó là Du học viện. Số lượt xem sẽ tính đến hết ngày 8 tháng 8. Cùng chuẩn bị tinh thần để đón chờ siêu phẩm âm nhạc vào 6 tháng 8 và dinh về quà cực chất nha. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại Sinh tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin và những trận đấu eSports đỉnh cao.